Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài thủ thuật cho Solid Work. Các bạn cảm thấy có diện làm việc của Solid Work khá là nhàm chán, chỉ là một cái màu phông mềm, màu xám thôi. Các bạn có thể điều chỉnh nó trong phần option. Các bạn chọn color. Các bạn đây có rất nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Đó. Hoặc các bạn có thể kích vào image file. Các bạn chọn cái file ảnh mà các bạn muốn, các bạn thích ấy. Đó thì nó sẽ cái phông nền này nó sẽ thay đổi bằng cái ảnh mà các bạn vừa lựa chọn. Các bạn có thể để bằng ảnh của thiên nhiên, ảnh của các người thân gia đình, ảnh người yêu, nhưng mà mình khuyên là các bạn nên để các ảnh nó đơn giản thôi. Bộ ảnh này hả? Thì nếu các bạn mà để các ảnh rắc rối ấy, thì khi mà vẽ mình vẽ nó sẽ mình gặp nhiều khó khăn rối hình ấy. Đó, để điều chỉnh là các bạn chọn như vậy, các bạn chọn nó đầu tiên. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ một cái vật thể thật, ví dụ là vẽ các dụng cụ trong gia đình, các dụng cụ cơ khí, vẽ nhà cửa, vẽ ô tô, vẽ rất nhiều thứ. Cái này thì mang tính chất là giải trí chính. Các bạn có thể sử dụng nó để luyện tập vẽ thêm solid. Thì các bạn chọn một mặt phẳng, các bạn chọn sketch, các bạn chọn tool, các bạn chọn sketch tool, các bạn chọn sketch picture. Ở đây mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn vẽ một con dao open. Đó thì nó sẽ chèn ảnh vào. Các bạn điều chỉnh hôm nay độ mờ nhạt của ảnh. Đó. Bây giờ công việc mình là chỉ cần vẽ các nét sketch bám theo các mép thôi. Và gọi ít chút ra thì sẽ được một con dao. Mình sâu mặt này ra. Rồi. Mình sẽ vẽ các đường sketch bám theo đây. Hôm nay thì mình sẽ thử lệnh cho nhé. Lệnh thì mình đã hướng dẫn ở bài 1 đấy. Các đường này thì các bạn sử dụng các đường FBLine, chỉ cần bám hết thôi. Các đường FBLine này thì có thể điều chỉnh được. Đó. Các bạn ít chút ra. Các bạn ít chút ra. Rồi mình có thể điều chỉnh sau được. Điều chỉnh đây, click vào các điểm trên đường FBLine.
Giờ mình sẽ xóa skip đi. Đi. Bạn có thể điều chỉnh phần như chút bằng đây và đi đây, bạn có thể điều chỉnh lại được. Và các bạn thì điều chỉnh scale, bạn đây scale đó, các bạn thì điều chỉnh lại được và đi đây. Tiếp theo chúng ta sẽ delete. Đây là do tại mình đã chọn là đăng ký clip quá lớn. Bạn điều chỉnh lại được. Ta đã xong. Các bạn có thể tô màu cho nó. Cái kích vào hình cầu đây. Hình cầu này sẽ tô toàn bộ có thể. Bạn kích đây. Nếu các bạn chỉ muốn tô mặt này, các bạn kích đây. Các bạn chọn phây. Mình sẽ chamfer nó để cho nó sắc hơn. Điều chỉnh cái độ đây theo ý muốn của mình. Bạn có thể tô màu trong phần này, nếu các bạn kích đây thì nó sẽ tô cho bạn toàn bộ phần đó chẳng hạn đi chút. Bạn chọn màu nó. Chọn là màu đen. Cái là bằng nhựa đấy. Còn champer thì là thể màu trắng. Vâng. Cũng khá đơn giản không? Các bạn có thể điều chỉnh thêm đây. Đây là shadow rất là bóng. Tạo bóng của vật thể. Theo là tạo độ sâu, tạo vật thể mình sẽ nhìn có độ sâu hơn. Theo luật xa gần, ở gần thì sẽ nhìn thấy to, nhìn xa thì sẽ nhìn thấy nó bé hơn. Đây mình có thể dán ảnh ở đây một cách. Chọn các mặt của nó. Đây mình thích dán được làm bằng gỗ đi. Các bạn để sắp đặt nhé. Rồi. Phải. Bạn chọn. Đây. Bạn chọn Pro. Bạn chọn này. Rồi. Mình sẽ để màu gỗ. Bạn có thể tìm những ảnh này bằng cách rõ là Boost Color. Bạn kéo ra.
bạn điều chỉnh theo thích mình. Vậy vậy là mình đã có một chiếc cán làm bằng gỗ. Đây thì mình sẽ chọn thiếu mặt rồi, chọn mặt nào. Bạn có thể xoay. À, các bạn có thể làm đẹp cho cơ thể mình bằng cách chọn là photo work. À, các bạn có thể lấy photo work bằng cách click vào add in ở trước đây. Còn nếu các bạn là muốn nó luôn luôn hiện thì bạn click đây, startup. Ok. Cách sử dụng photo work bằng cách bạn click vào. Đầu tiên thì Photobook Studio thì ở đây có rất nhiều để bạn lựa chọn, sự lựa chọn các bạn đó. À, tiếp theo là trong phần option có tùy gọi thì chọn được rất nhiều tùy chọn. Đây lựa chọn là độ sáng tối đó. Các bạn click vào preview window, nó sẽ render cho bạn đó. Đó. Nó sẽ làm cho vật thể của mình nhìn thật hơn. Các bạn có thể save ảnh này vào. Các bạn có thể sử dụng cách này để vẽ được các dụng cụ trong gia đình. Đó, đây. Đó, mình đây có đó, mình vẽ một số dụng cụ trong cơ khí và một số dụng cụ trong gia đình, ban me này, búa, cưa, lê, kéo, kìm, đó, rất nhiều thứ. Các bạn có thể thỏa sức sáng tạo bằng cách làm cách như mình. Mình nghĩ đây là một cách khá là hay để vừa giải trí vừa luyện tập và vẽ solid work. Các bạn có thể vẽ được rất nhiều thứ. Thực ra thì vẽ solid work không hề khô khan như bạn nghĩ. Các bạn có thể sử dụng nó để vẽ những thứ mà mình thích. Đây cũng là cách rất là hay để các bạn có thể luyện tập thêm được các kỹ năng vẽ của mình. Mình hy vọng là sau video này thì các bạn sẽ cảm thấy cái việc vẽ Facebook trở nên nó thích thú hơn và biết đâu nó có thể thành một niềm đam mê của các bạn sao. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mình.